Ngoài việc xác định các đội vào vòng bán kết, thì trong hai ngày thi đấu cuối cùng của giải là ngày 20 và ngày 21 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT sẽ còn chứng kiến các trận đấu bán kết, chung kết và lễ bế mạc ở hai lứa tuổi là U11 và U13. Rất mong quý vị khán giả đến sân bóng đá Bầu Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Long Điền ở quốc lộ 55 để chúng ta cùng tiếp lửa cho các cầu thủ nhí. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với thông tin trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2019 diễn ra vào chiều tối qua trên sân vận động thành phố Bà Rịa. Do sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh vướng tổ chức sự kiện giải điền kinh quốc tế nên đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác phải mượn sân vận động Bà Rịa làm sân nhà trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở trận đấu thuộc vòng 15 V-League 2019. Lần đầu tiên một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia được tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vì thế đã có rất đông người hâm mộ của tỉnh nhà đến theo dõi, bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trước và trong trận đấu. Với sự cổ vũ vô tư nhiệt tình của khán giả Bà Rịa Vũng Tàu, hai đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng đã cống hiến một trận cầu sôi động mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, biết tận dụng cơ hội tốt hơn nên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng suýt sao 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng này, kết hợp trận hòa 1-1 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã giữ vững ngôi đầu với 33 điểm, nhiều hơn đội bóng thủ đô 3 điểm. Thời lượng dành cho bản tin theo nhịp bóng lăn hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này vào tối Chủ nhật. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là vào ngày 20 và ngày 21 tháng 7, tức là thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, thì vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT tiếp tục diễn ra trên sân vận động Bầu Thành thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Long Điền. Trận chung kết và lễ trao giải của hai lứa tuổi U11 và U13 diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 7. Ban tổ chức không bán vé nên tất cả những người hâm mộ bóng đá có thể đến theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ nhí. Xin trân trọng kính mời.